Probably. So, Softy, Middle, Alpha, Fear, Rock, Dancer, Climbing, Hat, Signing. Một Hello. Hello, teacher. How are you today? I'm fine, thanks. And you? I'm very good. Okay. Have you got Jordino? Yes. Yeah? Good. Okay, so today, because the lesson is quite long, so I think we should start now. So we will not revise or review the homework, but we'll just go straight to our lesson today. Okay? You understand? Yes. Okay. So at first, here we have, can you see we have three pictures, A, B, and C. And we have three types of tools, 1, 2, and 3. So at first, we're going to read the paragraph and then choose which one is matched. Đầu tiên thì mình ở đây mình có ba bức tranh này, là ba dạng, ba loại giày. Thì đầu tiên mình sẽ đọc ba cái đoạn văn này, sau đó chọn ra loại giày nào áp dụng cho hoạt động thể thao nào. Okay. Okay. Rồi. So we start with the paragraph one. Can you read it? Yes. In good weather, sneakers are great for walking in a city, but on a rainy day, your feet get wet. Sneakers are too. Softy for walking in the mountains. They can be generous. Always wear stiff walking shoes or boots. Okay. So, some small mistake when you pronounce, but soft. Okay, mình nhỉ? Soft. Soft. Ừ. Soft. Cái này là, có biết nghĩa là gì không nhỉ? Soft. Là, từ này nghĩa là mềm, là một tính từ và chỉ đôi giày mềm ý. Mới từ là soft. Mềm. Rồi tiếp, từ này đọc là wear. Always wear. Always wear. Yeah. And stiff.
không phải walking mà là walking. 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 Oh, please, one more time, can you read carefully the paragraph? One. Đọc lại một lần nữa cho mình cái đoạn văn này. In đọc good. Chuẩn. Và để ý từng cái âm và cách ngắt câu nhé. Wow. Yeah. In good weather, slackers are great for walking in a city, but on a rainy day, your feet get wet. Slackers are too soft. Không phải sờ nặng nhé, sờ nhẹ đâu. Soft. Soft for walking in the mountains. Mm-hmm. They can be generous. Always were stiff. Where? Stiff. Where? Stiff walking shoes or boots. Oh. Nhớ nhá. Where? Không phải were. Where? Walking. Walking. Walk. Yeah. Soft. Và từ but. But. Có con T ở cuối nhá. Rồi ok, bạn dịch đoạn này sang tiếng Việt cho mình nào. Vào một ngày đẹp, giày thể thao là tuyệt cho đi bộ ở thành phố. Nhưng vào ngày mưa, chân của bạn ướt, giày thể thao quá mềm cho đi bộ. Quá mềm cho đi bộ ở trên núi. Bạn có thể chúng rất nguy hiểm. Luôn luôn đeo giày cứng khi đi bộ hoặc là ủng. Ừ, rồi. Trong một cái ngày mà thời tiết tốt ấy, thì những cái đôi giày thể thao rất là một cái cực là rất là tốt cho việc gọi là đi bộ trong thành phố. Nhưng trong một ngày mưa thì chân của bạn bị ướt ấy, thì giày thể thao lại quá mềm mà phải đi bộ trên núi. Rồi ok. Rồi thế thì đoạn văn này bạn đã đọc rồi này, bạn đã dịch rồi này, thì bạn thấy là nó phù hợp với bức tranh nào trên? Phù hợp với một bức tranh B ạ. À? Bức tranh B. B đúng không? Good. Rồi ok, we continue with number 2. Yes. Dancers move and bend their feet a lot. Those slackers in this picture are good for dancers because the soles are soft in the middle. The soles of other slackers are too stiff. Very good. The because nhá. Because. Because. Yeah, you có e nhá. Okay. Rồi, bạn dịch cho mình đoạn này sang tiếng Việt. Vũ công di chuyển và uốn cong đôi chân của họ rất nhiều. Giày thể thao ở trong bức tranh là tốt cho vũ công bởi vì gan bàn chân là yếu ở giữa. Không phải, nghĩa là cái phần đế giày ấy ở giữa thì nó mềm. Soft là mềm nhá. Soles là đế giày, thì là cái phần đế giày là mềm ở giữa, nên là mình có thể uốn cong được cái đôi giày ấy. Gan bàn chân khác với giày thể thao là chúng quá cứng. Nghĩa là cái đế giày của những cái giày thể thao khác thì quá cứng. Nghĩa là cái giày này thì mềm, còn những cái giày thể thao khác thì cứng. Rồi, the last one, number 3. For rock climbing. You want to feel the rock with your feet. Slackers are too big for this. Climbing shoes are small and tight. Very good. No, dịch cho mình ạ. Cho việc leo núi, bạn muốn cảm thấy đá với chân của bạn, giày thể thao là quá to cho việc này. Leo
leo trèo. Cái giày để leo núi thì là nhỏ. Giày để đeo, leo núi, lên đeo giày nhỏ và chật để leo núi. Nghe không phải là nên nhá. Climbing ở đây thì nó là mang ý nghĩa của một tính từ. Đó là nghĩa là bổ trợ cho cái từ su và thành một cụm từ là giày leo núi. Và ở đây mình là những cái giày leo núi thì thường nhỏ và chật. Okay, so it should be number one. Match with A. Picture A. Okay, next one. So, at first, can you read three words for me? First one. Walking. Mm-hmm. Rock. Rock climbing. Mm-hmm. Dancing. Okay, so can you read like four questions and match the word with the each sentence? Yes. You can't wear shoes with hat, soles. So, this one for which activity? For rock climbing. You sure? So, when we dance, so we need a pair of shoes with nghĩa là câu này nó biết hơi ngược một chút. Mình đã nói mình học là những cái đôi giày nhảy ấy, thì nó có cái đế mềm ở giữa nó mềm thì mình có thể uốn được cái đế giày, mình có thể nhảy được. Thì đây là bạn không thể đi những cái đôi giày đế cứng, nghĩa là mình phải đi những đôi giày đế mềm. Những cái đôi giày đế mềm ở đây phù hợp với hoạt động gì? Đó là hoạt động dancing, đúng không? Một từ. Your feet bend a lot. So? For dancing. Yeah. The right shoes are very tight. So? It is for rock climbing. Yeah, good. Last one. Soft shoes can be generous for walking. Yeah. Dangerous. Dangerous. Yeah, very good. Okay, so can you read like two sentences for me, the dialogue? Yes, I can. Hmm. I don't like rock climbing because it's too dangerous. Really, I love rock climbing. Okay, so, ở đây nhá. Ở đây họ bạn dịch cho mình hai câu sao thì biết. Tôi không thích giày leo núi bởi vì chúng quá nguy hiểm. Có phải là cái thứ giày ở đây không nhỉ? À, tôi không thích leo núi bởi vì chúng quá nguy hiểm. Đúng rồi. Vậy thật vậy sao? Tôi thích leo núi. Đúng rồi. Thế thì ở đây á, họ đã tạo ra một cái đoạn ngữ thoại. Hai câu, câu thứ nhất đó là tôi không thích một cái gì bởi vì sao? Tôi không thích leo núi bởi vì là nó quá nguy hiểm. Và câu bạn nói thì bạn khác thì sẽ trả lời theo một cách là thật sao tôi thì lại thích. Thì đây sẽ tạo thành một cái đoạn ngữ thoại giữa hai người. Và tương tự như vậy, mình vừa nãy mình có ba hoạt động đúng không? Rock climbing, thứ hai là dancing, thứ ba là walking. Thì bây giờ mình đã có rock climbing rồi. Bây giờ bạn đặt cho mình hai ví dụ tương ứng với hai đoạn hội thoại với hai từ đó là dancing và walking, hai hoạt động. Nghĩ một lý do cho mình vì sao bạn không thích dancing, vì sao bạn không thích walking. I don't like walking because it's too
Những tiếng Việt trước nào, bây giờ những tiếng Việt trước. Bây giờ thì bây giờ đi bộ thì tại sao mình không thích đi bộ? Ví dụ là tốn thời gian này, hoặc ví dụ nó quá nhàm chán này, hoặc là ví dụ là đơn giản là bạn không thích thể thao, bạn không thích đi bộ đúng không? Bây giờ nói như nào? Thử nhớ, mình sẽ lấy một ví dụ cho bạn thôi nhá. Ví dụ là, I don't like walking because it wastes a lot of time. Có biết từ này không nhỉ? Waste. Từ này là từ lãng phí. Waste time là lãng phí thời gian. Hoặc là một câu đơn giản hơn này. I don't like watching because it's too boring. Quá buồn. Đúng đi bộ. Đơn giản là vậy thôi. Đúng không? Rồi thế bạn là người thứ B, bạn là người B ấy. Bạn trả lời như nào? Really, I love dancing. Mình nghe là walking. I love walking. Ok, rồi. Tốt. Vậy, một ví dụ nữa về dancing nào. I don't like dancing because it's too... because I don't like dancing. Because you don't like it. Ok, bây giờ mình nói là tôi không thích nhảy bởi vì nó quá khó. Nói nào. Tính từ khó là gì nhỉ? Hard. Khó không ạ? The hard. Hard này thì thường là mình sẽ không dùng từ này mà có thể nói difficult chẳng hạn. Có biết từ difficult không? Ok, rồi, hoạt động này thì hơi khó một chút. Không sao, mình tập dần. I don't like dancing. I don't like dancing because it's too difficult. Quá khó. Rồi, bạn nói thế là gì nhỉ? Bạn cứ trả lời như này. Really, I love dancing. Cái từ really nhá. Thì người Anh ấy, sẽ chắc chắn những thường nói nhỉ? Really? Really? Nó rất là Anh luôn ấy. Đấy, mình ở nước Anh thì mỗi lần họ nói từ really này rất là rõ cho thường vậy. Really? I don't like, I love dancing. Really? Really? Kiểu, đúng là kiểu sự ngạc nhiên luôn ý. Thật á. Kiểu như mình tiếng Việt mình phản ứng như thế nào tiếng Anh cũng như vậy. Really? Đây là một cách mình tạo được cái giọng của mình cho mình quen với việc mình nói tiếng Anh. Không chỉ là mình đọc lên. Đúng không? Part. Rồi, ở đây mình sẽ có một số từ ở trong loạt. Bạn đọc lên cho mình à? Ở trong trong cái ô vuông á. Đây bạn đọc tất cả các từ này cho mình à? Shorts and a t-shirts. Ok, rồi. Sailing shoes. Sailing shoes. A warm jacket. Sunglasses. A swimsuit. Swimsuit. Ok, rồi ở dưới mình sẽ có những cái câu miêu tả và nói về cái một cái loại đồ vật nào đó trong cái ô vuông này. Và bây giờ mình đọc từng câu ở dưới là mình nối từ đó với cái câu của cho mình. Ok, so number one. Four shorts and a t-shirt. Đội đọc cả câu lên nào. Đọc câu ở dưới lên nào. Tại sao mình chọn như vậy? Đọc cả câu ở dưới lên nào. Don't wear your favorite clothes. Choose something old and not too expensive. Cái từ này nhá. Clothes. Mà clothes mà clothes. Clothes. Cái âm của ấy sẽ là âm Z nhá. Clothes. Clothes. Okay, number two. At sea
is often too windy for summer gloves, even on sunny days. So? For a swimsuit. You sure? Câu này dịch ra là gì nhỉ? Nó đọc dịch cho mình câu 2 nào. À. Ở biển, chúng thường có quá nhiều gió và mùi cho quần áo mùa hè. Nghĩa nhá, câu này nhá. Ở biển ý, thì thường là rất là gió đối với những quần áo mùa hè, thậm chí là trong một ngày nắng. Nghĩa là ý nghĩa họ nói là mùa hè, trong một ngày nắng này thôi, thì ở biển vẫn rất nhiều gió. Chính vì vậy, cái mình cần ở đây sẽ là a warm jacket. Rồi, mình cần một chiếc áo khoác ấm thì phải trong mùa hè vì nó gió. Ok? Ok, so number 3. The sunlight on the water is very bad for your eyes. Mm-hmm. For so, sunglasses. We need sunglasses. Okay, good. Number 4. Our boots are too wet for slackers and too dangerous for sandals. Sandals, yeah. Sandals. So which one we need? For sailing shoes. Sailing shoes, very good. Number 5. After the lesson, you can dive from the boat and have fun in the water. A swimsuit. Okay, a swimsuit. Okay, next part is about listening. So here we have three people: Jack, Peter, and Sally. So they're gonna talk about first activity, hoạt động của họ là gì, and then clothes, và cái gì họ mặc để nghĩa là để chơi cái hoạt động đó, để thực hiện hoạt động đó thì mặc gì. Thì ở đây mình có hai nhiệm vụ, và là mình nghe xem bạn Jack bạn làm cái hoạt động gì và bạn mang theo cái đồ quần áo gì. Ok. Các bạn cầm giấy bút cho mình và take note nhá. Are you ready? Yes. Okay. Track 35, page 53, activity 17. Listen and write. 1. What do you want to do, Jack? I wanted to go sailing. I have a warm jacket, my sunglasses, and sailing shoes. 2. What do you want to do, Pete? I want to go to dance class. I have dancing shoes, a t-shirt, and baggy pants. 3. What do you want to do, Sally? I want to go horseback riding. I have long boots, tight pants, and a hard hat. Okay. Now tell me what did you listen? Well, number 1. What does Jack do? What does he what is he activity? Hoạt động anh là gì? Em chưa nghe thấy. Okay, chữ ai bỏ trống. Rồi, how about clothes? Jacket. Jacket? Swimsuit. Okay, sure. Okay, let me get check sau đó. Yep. Anything else? Yes. Okay, rồi.
Bạn Peter thì bạn làm gì nhỉ? Tất cả các câu hoạt động em không nghe thấy. Ok rồi, thế thì bạn Yến mặc gì nhỉ? T-shirt. T-shirt. Rồi, ok, number 3. Rồi, ok, mình sẽ nghe lại một lần nữa nhé. Track 35, page 53, activity 17. Listen and write. 1. What do you want to do, Jack? I want to go sailing. I have a warm jacket, my sunglasses, and sailing shoes. No, bạn Jack, my what does he want to do? Bạn ấy muốn chơi gì nhỉ? No, he said that he wants to go sailing. Đá, đi thuyền á, go sailing. And what does he wear? Anh mặc cái gì nhỉ? Mặc jacket. A warm jacket. Một chiếc áo khoác ấm. And a swimsuit. No. Anh mặc sang đó sunglasses, kính râm này. Rồi, a sailing suit, một đôi giày đi tàu. Một đôi giày đi tàu ạ. Rồi nhớ nghe kỹ, và thứ hai là dễ hơn. 2. What do you want to do, Pete? I want to go to dance class. I have dancing shoes, a t-shirt, and baggy pants. I want to go to dance class. I have dancing shoes, a t-shirt, and baggy pants. Cái gì nhỉ? Anh nói là anh muốn I want to go to a dance class, một lớp học nhảy. Sao? Anh nói là baggy pants. Đúng rồi, baggy pants. A dancing shoes, đôi giày nhảy. Và áo gì? Gì? Gì sợ? Tiếp này. 3. What do you want to do, Sally? I want to go horseback riding. I have long boots, tight pants, and a hard hat. Nghe từ nào nhỉ? Câu này thì hơi khó. Bạn nói là horseback riding. Horseback riding ở đây là tự nhiên là cưỡi ngựa ấy, hoạt động ấy. Hoạt động cưỡi ngựa. Nấu nhá, cái này mình viết ra đây để mình học thuộc đó. Nên là về nhà nhớ là copy lại tất cả những cái trong chat box để mình làm từ mới nhá. Mà cũng làm tư liệu đó, sau này mình có nghe lại bài mình cũng biết là đây là bài gì. Rồi các bạn có nói nữa là bạn có long boot, đôi boot của cao, rồi thì tight pants, chiếc quần chặt, quần bó dài, và cuối cùng là hot. Cứng, cái từ cứng mà từ khó mà bạn nói. Hot. Cái hot là gì nhỉ? H-A-T. Có từ này nhỉ? Cái mũ. Đá. Đúng rồi. Hot. Mũ cứng. Rồi, về nhà nhá. Nghe lại bài này cho mình xong rồi xếp đáp án một lần nữa nhá. Những cái từ này thì
Thực ra là nó không khó, mình đã học rồi. Nhưng mà khi mà nghe họ nói hơi nhanh, mà mình nghe đi nghe lại mình quen những cái từ này, xem giọng người ta nói như nào nhá. Rồi, ngày hôm nay mình học đến đây thôi. Thì về nhà, bạn làm bài tập về nhà và nghe lại cái đoạn kia cho mình. Và phần trên mình thấy bạn đọc khá tốt, đọc chuẩn. Từ mới cũng không quá nhiều, nhưng mà thứ là nghe lại cái bài kia thì mình luyện đang nghe nhá. Thank you for coming today. Bye bye. Bye. Have a good night. Yes. I'm looking for you.